Tổng kho đầu tiên xin chào tất cả các bác nhá. À, vẫn tiếp tục của anh em vẫn đam mê các bạn. Bây giờ em chỉ đánh mỗi vịt này, két đấy, sâm này, trích này, gà ấn này, mặt đỏ củ khoa, mặt xéo này. Nói chung là hiện tại bây giờ con ở ngoài miền Bắc thì con gà ấn với con sâm đang đi đều các bạn. Mấy ngày hôm nay thì ngày nào cũng được 1-2 con sâm. À, hầu như không ngày nào là không được các bác. Đánh cái chung sâm năm nay ở chỗ em ở Tuyên Quang, ở chỗ em rất chi là nhiều luôn các bác. Đây hôm nay bây giờ cũng được một con sâm này các bác này, quá là ngon luôn. Quay video cho các bác xem nhé. Đây, quá ok luôn, được đúng một con các bác. Hôm nay được một con, hôm qua được một con, hôm kia được hai con. Qua này, ý giời ơi, sâm nhà ai đây? Con này cũng, con này còn bé, hôm qua được một con to các bạn, hôm qua được một con 6 lạng, con này tầm 4 lạng rưỡi. Đây sâm đây nha các bạn nha. Đấy, nói chung là tương đối là ok các bạn, rất là đều luôn. Mấy ngày hôm nay đều cực đều luôn. Đấy anh em nào đánh sâm, đánh gà ấn thì tập trung vào đánh, có rất là ok rồi đấy các bạn. Đây này. Úi giời, quá ngon luôn các bạn. Đây, đó thấy không, hàng cực chất luôn. Đấy, bác nào ví dụ là cần tiếng sâm thì cứ liên hệ em, nhà em cho miễn phí khi các bác mua hàng nhé các bác nhé. Các bác lưu ý nhé, nhà em cho miễn phí các bác chỉ khi các bác mua hàng nhà em thôi. Còn các bác mà không mua hàng thì các bác thông cảm, em không hỗ trợ các bác khách đấy. Xin chào rồi các bác nhé, bác nào xem video nhớ đăng ký kênh, chia sẻ kênh của em nhé. Nhà em chuyên cung cấp đầy đủ lưới loa đài âm đi. Đấy, chào bác.